Dung ơi, đứng lên đây một tí Dung ơi. Đấy, giật tay dễ không? Dung nhìn dễ không? Có. Kéo kiểu đi. Ôi giời. Nhưng mà nó không có gió ấy. Ơ đi cắt nào. Kéo cao vào. Sao nó không bị đảo nhỉ? anh chỉnh nhùn xuống mà sao nó lại ngon nhỉ? Ngay điều đây. Thằng kia đưa điều đây. Thằng này kia đưa điều đây. Tao bẻ điều của mày. Ai mày lấy điều tự tiện của tao lấy điều đây đây. Mang điều đây. Mày thì ngu. Ai mày mang điều anh ở đây đấy, hả? Ai mày mang điều anh ở đây hả? Thằng kia. Mang điều đây. Thằng kia. Mày mang điều đây. Ai cho mày mang điều anh ở đây hả? Mày mang đi rồi. Đưa điều đây, lấy điều ở đâu ha? Lấy điều ở đâu? Em bên tổ. Nói nhiều. À. Được. Hảo án. Hảo án. À, dám lấy trộm của tao. Tao bẻ riêng của mày nhá. Thách. Thách không? Tao bẻ cái phần đuôi. Thách. Bẻ đuôi nhá. Anh Thách. Thôi nói đùa đây. Bây giờ ấy. Sao quên rồi? Này sẽ có tàu kéo như này. Rơi đâu ấy? Bầu trời mây rất đẹp lắm các bạn nhá. Đây. Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nhá. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện màn thả diều thi đua cùng với thanh niên này. Một con diều cóc một bộ cưa. Và hôm nay mình thả diều không các bạn nhá. Đáng nhẽ phải có hai cái mắt này cơ. Nhưng mà mẫu này là không có mắt trên kia các bạn nhá. Không có thiếu cái mắt. Đấy, thế là bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem con diều này mình sẽ giật tay. Cái gì kia? À, đầu tiên nhá. Có cái gì sao đòi. Đó đó. Cái gì xanh đó là kia. Đấy. Kiểu chứ nâm này ấy. Ok các bạn nhá. Thì mình sẽ thử thách giật tay con diều này cho các bạn xem. Và tí nữa test cho các bạn xem con diều này của thằng em Dũng ấy cõng bộ cưa cho mình cho mượn. Tí trả lại anh nhá. Đây đưa anh xem. Là sao anh chẳng mua được còn. Để mình giật tay cho anh em xem nhá. Anh em biết cái chất lượng diều của mình rồi đúng không? Như diều của mình là sẽ mang đây. Đấy rồi em ơi. Diều của mình em xả dây. Anh này không. Ấn vào màn hình cửa màn hình. Vẫn đang quay. Ờ em ơi xả dây ra. Như diều bên mình ấy là mình sẽ phải thả dây ra một tí các bạn nhá, cho chuẩn nhau giữa này. Khi nào chuẩn nhau giữa rồi thì mình sẽ chuẩn nhau giữa rồi thì mình sẽ đứng giật tay cho các bạn xem. À, cứ đứng quay vậy nhá. Giữ yên đi, đừng cho nó di chuyển. Dũng quay nó cực lắm này. Đây cầm nào. Đây, giờ mình sẽ giật tay cho các bạn xem nhá. Em ơi xả dây ra cho anh. Ok anh. Cứ xả dây ra, biết xả dây kiểu gì không? Có. Xả dây ra để anh giật tay cho dễ. Thì con diều này là mình đang mở bán các bạn nhá. Mình có mỗi một con này duy nhất. Chốt cho các bạn, con 2,5 này giá chỉ hơn 1 triệu. Áo zip top nha các bạn ơi, càng đen luôn. 1 triệu bao nhiêu á? Con này rẻ không ấy. Ê, áo zip top xịn. 1.200.000. Anh em nào muốn mua luôn thì chốt luôn con này các bạn nhá. Nan thì nan mình đã làm rất là kỹ luôn. Test cho các bạn xem. Này, mình sẽ giật tay nhá. Từ em đừng nói. Mình sẽ giật tay cho anh em xem nhá. Dung ơi. Đứng lên đây một tí Dung ơi. Đấy, giật tay dễ không? Dũng nhìn dễ không? Có. Ôi giời. Kéo, tôi kéo. Nhưng mà nó không có gió ấy. Ơ. Đấy, đưa kéo không? Ơ. Đấy. Dũng sẽ giật tay nha các bạn ơi. Giật tay là phải có nghệ thuật nha các bạn nha. Đấy. Sợ. Đấy, sợ. Tao cũng chưa bao giờ không nên đâu. Rồi. Ok luôn. Rồi, Dũng ơi. Mình thấy trình độ của anh giật tay chưa? Đẳng cấp. Cá mập giật tay nha các bạn nha. Con dễ này anh mới giật đi. Hả? Con dễ này anh mới giật đi. Ừ. Cõng thêm sáo lại càng dễ giật hơn. Nên chưa các bạn ơi, các bạn nhìn này. Nên rất là ngon rồi nhá. Bay sáo thôi. Đấy không? Giờ Dũng thả con này đi Dũng ơi. Cái dây nèo giữa em quên không mang. Thế á? Dây nèo giữa đâu? Không, cái nèo giữa đây này. Cái giữa. Thôi cần gì? Đi ăn mì. Các bạn ơi, mình đang nhử con này rất là ok nha các bạn nhá. Nên ngon rồi này. Các bạn thấy không? Diều 2,5 lên thẳng đầu nhá. Mình sẽ thả hết dây rồi đã. Ái da, thằng kia thả con tết mình mới làm ra. Con tết kia mình có nhiều lắm các bạn nhá, hơn 20 cái cơ. Mẫu tết diều 2m các bạn ạ. Có hết. Từ từ. Chết rồi. Nhiều lắm rồi. Ui. Thằng nào lại giữ máy anh ơi. Nó. Giờ mình vẫn đang thả nhá các bạn nhá. Mình phải thả dây ra sao nó bổng không? Em thấy bộ diều anh bổng không? Đồng. Con này mà ra trời nắng là căng nữa các bạn. Đấy.
Anh em chỉ cần giật mà thả ra như này thôi. Giờ bên mình đã làm và độ kỹ cho tất cả các bạn chơi rồi. Đấy. Vẫn đang bay nha các bạn nha. Nhau luôn vỡ rồi ạ. Mẹ rồi. Một con nào? Chưa thấy mẹ một con chưa ơi? Kia đây, trên đầu rồi. Kia đây. Tí thật xa đây. Đang bay kia đây. Đấy. Mày mù à? Không có gió nhưng mà mình vẫn thả lên nha các bạn nha. Không có gió mà nẹo đầu mình vẫn thả lên rất là ngon luôn. Con này anh em nào muốn giật tay về thì rước ngay con này về các bạn nhá. Đấy. Đấy, ngon luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạm nó vào. Ui 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 ui. Nhẹ bán đây đây, giữ mà xem đây đấy. Anh bấm vào nhẹ đúng không em? Nó chưa hoa. Ừ. Em nghĩ này. Dạ. Đi. Em nghĩ này chốt. Rẻ. Chốt phát 1.2 triệu. Không mua phát là để cho người khác luôn anh em nhá. 1.2 triệu diều 2 mét, à diều 2.5 mét. Khung mình đã làm và độ kỹ cho tất cả anh em chơi rồi, bao gió to luôn. Chỉ có riêng con này mình làm chương trình ưu đãi cho tất cả các bạn nào thích chơi con này nhé. Áo rip top xịn luôn. Đi đi đi, thằng nào đi đi. Mà con này nó căng lắm nhá, ra nắng là còn căng lắm. Anh đi ra kia anh con. Cứ để bây giờ anh chọc dây đã. Bây giờ là con tiếp theo là con bắt ma nha anh em nhá. Em chạy ra đằng sau quay con bắt ma này anh em xem. Em đi xa xa này. Ok nha các bạn ơi. Thì mình sẽ chôn thằng Dũng nhá. Mang mang này. Lại đây em ơi. Các bạn ơi. Thì mình sẽ chôn thằng Dũng nha các bạn ơi. Mình sẽ chôn thằng em nó là bằng cách chỉnh chân nèo nó cất lên để cho nó ngao bụp, cho nó diều nó rơi luôn các bạn nhá. Anh em cùng chuẩn bị đón xem nhá. Đi ra sau em ơi. Kéo căng nhá. Chưa. Chỉnh lại đã. Em ơi, lại đây nào. Các bạn ơi, mình chỉnh nùn xuống rồi các bạn nhá. Để xem nào. Anh em ơi, một phát đi luôn các bạn nhé. Mình bán cả bộ cưa này luôn. Các bạn nào muốn nghe âm bộ cưa này để xem là con này có bị ngao bụp không các bạn nhé. Đi gì gì ra ra đây em ơi. Anh em nhìn này. Đi xem nào. Đi xem nào. Hai. Sao nó không bị đảo nhỉ? anh chỉnh nùn xuống mà sao nó lên ngon nhỉ? Mình chỉnh xuống mà lên ngon đấy các bạn ạ. Ơ đùa. Con 2 mét rưỡi mình vừa thả kia. Con đây là con 3 mét. Sao ảo nhỉ? Mình chỉnh nùn xuống khoảng độ 4 phân thì các bạn ạ, mà sao nó vẫn không việc gì. Đúng là mình chỉnh nó kiểu như lại chỉnh ngon ra các bạn ạ. À, thật tị luôn. Đây giới thiệu các bạn một con game Arwin 68. Đây là một con game mình đang chơi và giải trí vào mỗi buổi tối các bạn nhá. Đấy thì mình rảnh chán ấy, một là chơi Liên Quân, hai chơi Free Fire, ba là chơi Yamate gì đấy. Bốn là chơi cái trò mình đang chuẩn bị chơi này các bạn nhá. Các bạn ấn vào phần link dưới phần mô tả cũng như phần bình luận để chơi của mình nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào chơi cho các bạn xem. Thì đây chính là giao diện của con game Kawin 68. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào phần săn cá để chơi cùng mình nhé. Mình thì mình sẽ chơi cái này. Thì gần như là ở trong game người ta sẽ cho mình 10 triệu tiền ảo để mình có thể chơi và bắn những con cá to. Nếu mà chúng ta săn được những con cá to thì tiền sẽ trực tiếp cộng vào tài khoản của mình, tài khoản ảo các bạn nhé. Nhưng mà chơi cũng khá là vui vào buổi tối đấy. Ví dụ mình bắn cá to chết thì mình sẽ được cộng tiền vào tài khoản. Kiểu như bắn chơi vui các bạn nhé, giải trí thôi. Bây giờ để nạp tiền vào đây thì các bạn hãy ấn nạp siêu tốc thẻ cào MoBay, ZanoBay, ViettelBay, QR Banking và eBanking để có thể nạp vào chơi các bạn nhé. Trong này có rất là nhiều trò chơi. Các bạn có thể báo danh và sự kiện cây vàng. Các bạn báo danh xu mỗi ngày để nhận tiền miễn phí các bạn nhé. Nhận 3.000 khi mà các bạn chia sẻ lên Facebook. Không, anh chỉnh đánh đúng chuẩn mà. Không phải, bắt đầu anh chỉnh cân lại, bắt đầu trước giờ nó đánh lắm. Mà sao nhìn ngon nhỉ? Đi chạy về kia xem nào. Ui, vãi thật luôn các bạn ơi. Ra ngoài cánh đồng phiêu lưu như này thì thích các bạn ạ. Đấy. Giờ về xem thanh niên kia thả thế nào nhá. Mà sao nó không bị đảo chứ, ảo thật ý. Dũng ơi, thả nó, Dũng ơi. Tí nữa thả cả. Nó làm sao đây? Thả hết dây ra. Đâu xem nào. Sao mày thả kìa? Thế? Nặng không? Nặng như. Thế? Anh vừa nhìn thấy nó nằm xuống ở đây luôn à.
Thế á, đâu? Em không nhìn thấy đâu. Kéo đi, kéo giữ. Giữ nào. Giữ để Dũng kéo. Lúc nào đâu? Lúc cái vườn rồi. Cái vườn nào? Nặng như. Sao giờ nên đứng ở đây nên chuẩn ở đây? Ơ, mà sao? Đó này anh chỉnh nánh em nhỉ? Chỉnh như thế mà sao nó vẫn ngon. Mẹ đâu, anh có làm gì đâu? Anh có làm gì đâu? Làm gì đâu, anh có làm gì đâu? Đùa, đâu anh có làm gì đâu? Thả dây ra tiếp nào. Ủa nên bóng nhỉ? Thả hết dây ra. Anh thả dây em. Ơ sao này, sao lấy dây anh thả vậy? Dây em. Dây em. Dây em. À dây em, ờ ok. Ai nói gì à? Đấy bây giờ nên tiếp cho anh em xem một con mẫu tết này các bạn nhá. Mẫu tết này thì mình cũng đang bán cái mẫu tết này em nhá, 2 mét. Bây giờ thì em đi quay cho anh. Mình sẽ chỉnh lại nèo con này. Con này nó đang bị hơi nánh tí, độc lại bình dương. Mấy thằng nó chơi nó báo quá rồi còn. What? Vừa mua anh ạ. Vừa mua xong ấy anh ạ. Cứ. Anh chỉnh như bọn em vừa mua. Đây đây. Bây giờ gặp phải anh phát là diều nèo ngon luôn các bạn nhá. Chỉnh cho chuẩn nèo giữa. Đi đâu? Đi. Quay đi nhá. Mình thu tận tay nha các bạn nhá. Tận tay là sao được? Bắt tận tay. Quá dễ dàng luôn các bạn ơi. Lá gốc này cho sáng. Lá gốc này này. Lá gốc này cho anh bảo lá gốc này cho sáng. Đâm lại này mà, đâm lại. Em ơi, đi dịch dịch ra kia để anh đang kéo. Thằng vui rồi. Anh Quang ơi. Sao này em ơi? Trộm điều anh Quang. Hả? Trộm điều anh Quang. Trộm điều. Đi xa ra nào. Rồi các bạn nhá, thì giờ cũng khá là muộn rồi. Giờ mình quay xong 3 cái thì cũng mất khoảng độ 20-30 phút rồi. Đâu, nãy giờ có tầm 10 mấy phút. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho các bạn xem nhá. Tại là tối rồi, muộn rồi, giờ mình cũng đi có việc luôn các bạn ạ. Kéo nút con diều này thì thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhá. Bye bye.